Một quan chức cao cấp Bắc Hàn xuất hiện trở lại sau khi có báo cáo ông đã bị thanh trừng, tin từ Bình Nhưỡng. Một quan chức được cho là nhân vật thứ hai của Bắc Hàn đã xuất hiện trở lại trong đoạn video được chiếu trên đài truyền hình nhà nước, có lẽ để phản bác các báo cáo cho rằng ông đã trở thành nạn nhân của một cuộc thanh trừng mới tại quốc gia Cộng sản. Đài truyền hình nhà nước KRT vào hôm thứ Tư đã phát hành một đoạn video được cho biết là đã được quay trong tháng Giêng và tháng Hai, cho thấy ông Cho Yong-hee đứng gần ông Kim Chánh Ân, mỉm cười nhưng đi khập khiễng. Ông Cho là người đứng đầu cánh chính trị của quân đội Bắc Hàn và dường như đã trở thành nhân vật số 2 sau khi người chú Yang Song Thak bị tử hình vào năm ngoái. Tin đồn trong những tuần gần đây nói rằng ông Cho cũng đã bị thanh trừng, tạo nên một làn sóng suy đoán là sự đấu đá giữa các phe phái cạnh tranh quyền lực xung quanh nhà lãnh đạo 31 tuổi đang gây bất ổn ở Bắc Hàn. Ngoài chức vụ là người đứng đầu cánh chính trị của quân đội Bắc Hàn, ông Cho giữ một ghế trong ban thường vụ Bộ Chính trị của Đảng Công nhân cầm quyền, cùng với ông Kim và hai thành viên cao tuổi Bù Nhìn. Ông Cho cũng là một trong hai phó chủ tịch Ủy ban Trung ương quân đội của Đảng Lao động cầm quyền, một vị trí bao gồm hai tổ chức mạnh nhất, đảng và quân đội. Ông cũng đã được phong phó tổng tư lệnh quân đội trong năm nay. Trong tháng 6, ông Cho đã là đặc phái viên của ông Kim để gặp Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình. Cha của ông Cho đã từng chiến đấu bên cạnh ông Kim Nhật Thành.